Ngày 12 tháng 11, đội cảnh sát giao thông Cát Lái, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội cũ, phường An Phú. Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe bán tải mang biển số 51D80420 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ ngã tư Thủ Đức về cầu Sài Gòn với tốc độ nhanh. Khi vừa qua khỏi cầu Rạch Chiếc, bất ngờ lạc tay lái để phương tiện lao vào giải phân cách, ủi bay cây xanh và cột đèn. Xe bán tải tiếp tục lao sang phần đường ngược lại khoảng 50m mới dừng lại, may mắn không va chạm với phương tiện khác. Sau tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường, không để lại thông tin gì trên xe. Tại hiện trường, đầu ô tô bán tải vỡ nát, rụng bánh trước bên phải, túi khí trước vô lăng bung ra. Ngoài ra, một cột đèn bị gãy đôi, hai cây xanh cũng bị ô tô này tông gãy. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thủ Đức cùng đội cảnh sát giao thông Cát Lái có mặt, xử lý hiện trường và phân luồng giao thông. Hiện cảnh sát giao thông đang truy tìm tài xế ô tô để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.